Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày. Tiếp theo trong phần 2 là buổi phỏng vấn giữa Minh Thúy và Đinh Hùng Cường, tân chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Kính thưa quý vị, máy bay chở ứng cử viên phó tổng thống trượt đường băng, không ai bị thương. Chiếc máy bay chở thống đốc Indiana Mike Pence, ứng cử viên phó tổng thống Cộng hòa, bị trượt đường băng khi đáp xuống phi trường LaGuardia, New York hôm thứ Năm, cào hai đường trên mặt phi đạo trước khi ngừng tại mép cỏ. Ông Pence nói với báo giới là không có ai bị thương. Chúng tôi có thấy bùng văng lên cửa sổ ở phía trước. Ông Pence nói thêm một cách bình tĩnh trong khoang máy bay dành cho báo giới. Một phút sau khi máy bay ngừng, ông cho biết ông không bị hề hấn gì cả. Máy bay đáp xuống phi đạo khá mạnh. Phi công đạp thắng gấp và hành khách có thể ngửi thấy mùi khét của bánh xe cả trên phi đạo. Tất cả 40 người, bao gồm ông Pence và phi hành đoàn, bước xuống máy bay bằng cửa sau. Ông Mark Olitzer, phát ngôn viên của Ủy ban vận động, nói với báo giới là vì vụ này, ông Pence không có thể tham dự một buổi gây quỹ ở New York. Thay vào đó, ông đi thẳng về khách sạn nghỉ qua đêm. Ban vận động cũng cho biết ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa, có nói chuyện qua điện thoại hỏi thăm ông Pence. Thống kê của AP GFK cho thấy hầu hết những cử tri ủng hộ ông Trump hoài nghi về tính cách hợp lệ bầu cử. Tuyên bố mơ hồ của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump rằng cuộc bầu cử năm nay bị gian lận và bắt rễ trong hầu hết những người ủng hộ ông. Những người này nói rằng họ sẽ có nghi ngờ về tính hợp pháp của kết quả của cuộc bầu cử nếu bà Hillary Clinton thắng. Chỉ có 35% ủng hộ Trump nói rằng họ rất có thể sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử là hợp pháp nếu bà Clinton thắng, trong khi 64% nói rằng họ có nhiều khả năng có những nghi ngờ nghiêm trọng về tính chính xác của việc kiểm phiếu nếu ứng cử viên Đảng Cộng hòa thua. Tất nhiên tôi tin rằng nó có gian lận, và tất nhiên tôi sẽ không chấp nhận kết quả. Mike Canilla, 53 tuổi, một người ủng hộ Trump từ các quận New York, Staten Island, cho biết cảnh sát bắt giữ người biểu tình đường ống dẫn dầu ở North Dakota tại khu đất tư nhân. Cảnh sát ở North Dakota bắt đầu giải tán một nhóm người bản thổ Hoa Kỳ và người biểu tình môi trường khỏi một khu đất của tư nhân gần một công trường xây dựng đường ống dẫn dầu từ nhiều tháng nay. Một hành động có thể đẩy căng thẳng tăng cao trong cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng qua. Cảnh sát giải tỏa khu cắm trại sau khi nhiều người biểu tình đốt cháy rào chắn xung quanh công trường xây dựng gần cộng đồng Cannonball. Dự án 3.8 tỷ đô la đang được xây dựng bởi một nhóm các công ty do công ty Energy Transfer Partners dẫn đầu, để đưa dầu thô từ đá phiến, Shell Parkin trực tiếp đến các nhà máy lọc dầu ở vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Dự án gặp phải sự phản đối dữ dội từ bộ lạc Standing Rock Sioux và các nhà hoạt động môi trường. Những người nói rằng nó đe dọa nguồn cung cấp nước và những khu vực linh thiêng của bộ lạc. Cảnh sát ập đến lúc khoảng sau 11 giờ sáng thứ Năm. Nữ phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt Morton cho hay, người biểu tình đốt cháy một số rào trắng và khoảng 141 người đã bị bắt. Theo phát ngôn viên của cơ quan dịch vụ khẩn cấp, Sally Fong cho biết, trong số những người biểu tình bị bắt có một phụ nữ dùng súng 38 ly bắn về hướng cảnh sát, không ai trúng đạn. Bồi thẩm đoàn quyết định tha bổng cho nhóm dân chiếm đóng khu bảo tồn thiên nhiên của liên bang là một cú đấm đối với chính phủ. Một bồi thẩm đoàn của một tòa án liên bang hôm qua đã tha bổng cho lãnh tụ chống chính phủ Amon Bundy và 6 người theo ông ta trong các cuộc âm mưu khi họ chiếm đóng bằng vũ lực một trung tâm bảo vệ thú hoang ở Oregon hồi đầu năm nay. Bundy và đồng bọn, kể cả người em Ryan Bundy, nói việc họ chiếm đóng 41 ngày trong trung tâm bảo vệ thú hoang Mauer là một hành động bất phục dân sự, chính đáng và ái quốc.
Công tố viện gọi là một kế hoạch phạm pháp chiếm đóng tài sản liên bang bằng vũ lực. Tại tòa án quận ở Portland, luật sư của ông Ammon Bundy đã bị cảnh sát dùng súng, sốc điện đối với ông và bật ông xuống để kiểm chế. Khi ông lớn tiếng tranh cãi với thẩm phán về việc điều kiện trả tự do cho các thân chủ của ông, thẩm phán Anna Brown cho biết bà chưa thể thả ông Bundy vì ông vẫn đang bị tiểu bang Nevada truy tố tội sử dụng vũ khí để đối đầu với chính phủ trong cố gắng giữ trang trại của cha cách đây 2 năm. Hoa Kỳ truy tố 61 người vì lừa đảo mạo danh Sở Thuế vụ Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Năm truy tố 61 người và các tổ chức vì tham gia một âm mưu lừa đảo liên quan đến các tổng đài điện thoại đặt ở Ấn Độ, nơi nhân viên tổng đài mạo danh Sở Thuế vụ Hoa Kỳ IRS, giới chức di trú và giới chức liên bang khác yêu cầu thanh toán những khoản nợ không hề tồn tại. Cuộc lừa đảo bắt đầu từ năm 2013, nhắm vào ít nhất 15.000 người, những người bị mất hơn 300 triệu đô la. 20 người bị bắt giữ ở Hoa Kỳ hôm thứ Năm, trong khi 32 người và 5 tổng đài điện thoại ở Ấn Độ bị truy tố. Các bị cáo, trong đó có 24 người ở chính tiểu bang của Hoa Kỳ, bị truy tố bởi đại thẩm đoàn của tòa liên bang ở Texas. Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp Leslie Caldwell cho hay, Hoa Kỳ sẽ đề nghị giải giao những người ở Ấn Độ và cảnh báo những người khác trong các âm mưu lừa đảo tương tự. Kính thưa quý vị, NATO tìm giải pháp đối phó Nga, phô trương quân sự. Các viên chức NATO cho biết Tổng thống Vladimir Putin vừa phô trương sức mạnh quân sự nhằm mục đích cho thế giới biết Nga có khả năng trong bất kỳ cuộc đối đầu toàn cầu với Tây Phương, nhưng chưa liên minh NATO đã không tìm cách hành động như Moscow. Các nhà ngoại giao cho biết tướng Curtis Scaparotti, chỉ huy hàng đầu của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, nói với các bộ trưởng quốc phòng NATO hôm thứ Tư rằng hơn 102.000 binh lính Nga đã tham gia vào cuộc tập trận trong tháng 9. Điểm nổi bật của cuộc tập trận này là Nga đã bắn một hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân. Khi chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga đi qua bờ biển của Âu Châu trong tuần này, cũng trang bị hỏa tiễn có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân khiến cho các nước đồng minh ở vùng Baltic báo động. NATO cũng quan ngại việc Nga tăng cường chiếm hạm có trang bị loại hỏa tiễn tuần du chiến lược Iskander để nâng cấp hỏa lực của hạm đội Baltic tại Kaliningrad. Thách thức chính không phải là một riêng sự kiện hoặc việc điều động quân đội. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên, đây là bức tranh tổng thể, nơi mà chúng ta thấy có một sự gia tăng đáng kể trong khả năng của Nga trên biển, trên không và trên đất. Các cuộc tập trận quy mô của một cách đáng kể. Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã từ chối nói công khai những gì ông nghĩ về mục tiêu của Nga. Nhưng tướng Scaparotti của Hoa Kỳ nói với các bộ trưởng quốc phòng của liên minh rằng Nga đang dùng sức mạnh quân sự để tìm cách leo thang mục tiêu thống trị. Chiến lược dùng sức mạnh quân sự là phương pháp tốt nhất, có thể điều khiển các cuộc xung đột và từng bước leo thang sự thống lĩnh với các mối đe dọa lớn nhất là vũ khí hạt nhân. Một số nhà phân tích quân sự tin rằng Tổng thống Nga, ông Putin đã nuôi giữ học thuyết này ở trong tim từ lâu. Trong bài phát biểu bằng văn bản với các phóng viên, tướng Scaparotti nói rằng hành động hơn lời nói và cũng ghi nhận quyết định của Điện Kremlin để củng cố quyền kiểm soát của các lực lượng quân đội ở Moscow và thử nghiệm hỏa tiễn hạt nhân. NATO cho biết quyết định gửi 4.000 quân, máy bay, xe tăng và pháo binh đến các nước thuộc Liên Xô cũ ở vùng Baltic và Ba Lan trong năm tới là một phản ứng đối phó với 330.000 quân Nga đang có tại vùng biên giới. Các nước này ở gần thủ đô Moscow. Chúng tôi sẽ không phản ánh những gì Nga đang làm. Tổng thư ký Stoltenberg nói, chúng tôi không ở trong tình trạng chiến tranh lạnh. Ông nói thêm, ám chỉ tới lực lượng của Hoa Kỳ với 300.000 binh lính đồn trú tại Âu Châu. Tổng thư ký NATO muốn tuân theo một thỏa thuận năm 1997 với Moscow, không được điều động quân đội của NATO tới biên giới của Nga. Na Uy trong đó có đường biên giới dài với Nga, sẽ cho phép 330 binh sĩ Hoa Kỳ đóng quân trên đất của mình trong một thời gian hạn chế từ năm sau,
lần đầu tiên quân đội nước ngoài đã được đóng trên lãnh thổ của mình kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Stoltenberg hy vọng sẽ triệu tập một cuộc họp với Nga trong vài tuần tới. Tổng thư ký NATO cũng là quân đội Na Uy khẳng định NATO không có nỗ lực để cô lập Nga. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cũng phàn nàn rằng thảo luận với Nga về các vấn đề như Crimea và gần như các vụ chiến đấu cơ của Nga và của NATO nghênh cản nhau không có kết quả. Điều này khiến NATO đang cố gắng để tìm hiểu thêm về các mục tiêu của Nga nếu ông Putin tiếp tục leo thang đối đầu với Tây Phương. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Xin trân trọng kính mời tham dự đêm tiệc chay gây quỹ xây dựng Phật Bảo Tự vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016 vào lúc 6h30 chiều đến 10h30 tối tại nhà hàng Harvest Moon số 7260 Arlington Boulevard, Fort George, Virginia 22042. Đây là một chương trình văn nghệ phong phú với sự góp mặt của nữ ca sĩ Y Phương và nam ca sĩ Thiền Vị đến từ Trung tâm Asia, ca sĩ Kim MC, Hoàng Vũ và Huỳnh Trung Trực. Mọi chi tiết xin liên lạc Thích Nữ Luân Liên, điện thoại 703-256-8230 hoặc có thể email về phatbaotu@gmail.com. Giáo đoàn Thánh Giuse, Winter Haven, Florida xin trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình Đại hội Giáng sinh 2016, Huyền nhiệm 2, Cùng Chúa vào đời, được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 18 tháng 12, 2016, tại Holland Church, 225 Avenue B, Northwest, Winter Haven, Florida, 33881, với sự góp mặt của danh ca Mai Thiên Vân, Don Hồ và Linh Mục Hải Đăng. Đặc biệt xổ số trúng xe Chevy Coach 2016. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Linh Phạm 863-221-8385 hay anh Khánh 863-307-6926. Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CEDIA, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Samsung, LG, Sony, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Loraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishing, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là Sáng tạo và Kỹ thuật Ngày nay trao tặng, và Best of Show, tức là sản phẩm độc đáo nhất do Hiệp hội Residential Systems trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Loraco. Một lần nữa, ghế massage Loraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế massage Loraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế massage Loraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học Weber, tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Tại Star Jewelry, chúng tôi có sửa chữa nữ trang thâu, mua vàng vụn, thay pin đồng hồ, dịch vụ cầm đồ, bán quà lưu niệm, gửi tiền và quà cáp về Việt Nam, sửa vi tính máy in, máy copy, máy fax. Tận tâm, uy tín, an toàn, nhanh lẹ. Chúng tôi có cho thuê mặt bằng để làm văn phòng khai thuế, bán vé máy bay hoặc làm các loại nghề. Tại Star Jewelry and Supply đó. Địa chỉ số 2 Professional Drive, phòng 216 Gaithersburg, Maryland 20879. Điện thoại 301-947-0838. 301-947-0838. 301-366-9381. 301-366-9381. Tiệm nằm trên đường 355 North Frederick Road, gần Salvation Army và 7-Eleven, gần văn phòng bác sĩ Trực Nguyễn. Tiệm nằm ở phía ngoài lộ đường chính. Xin kính mời quý đồng hương.